Những chuỗi ngày dài, tự chất vấn, tự lên án bản thân. Nhưng tôi phải đi đến quyết định cuối cùng. Dừng lại. Tết năm 2006 là cái Tết buồn nhất của tôi. Tôi phải đóng xưởng sản xuất, bán đất, bán nhà để trả nợ. Tôi đóng cửa, tự nhìn lại mình, tự đối soát lại các bước đi để nhận ra từng sai lầm trong đó. Tôi tự nhủ, có thất bại nhưng tôi đã học được những bài học giá trị. Từ cú nhảy xe nhưng lại nhảy hụt, tôi nhận ra kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh của mình còn quá mỏng. Lỗ hổng còn đai rẫy, muốn thực hiện giấc mơ khởi nghiệp, tôi phải học, học và học nữa. Từ năm 2007, tôi đầu tư phần lớn thời gian tích lũy kiến thức. Tôi học các lớp về kinh tế, quản trị, đầu tư tài chính. Tôi tham gia điều hành một số doanh nghiệp nhỏ để làm dày thêm kiến thức về quản trị của mình. Sau 2 năm, tôi đã lấy lại phong độ, trở thành một trong những nhà đầu tư được nhiều người xin tư vấn, là một nhà điều hành vững vàng.